Dấu dấu dấu, bà con sâu sâu sâu. Chào 500 anh em đã quay trở lại của MNG trong series bình luận Vegali Server. Và đây là MNG đến từ Server Taiwan. Chúng ta tiếp tục cùng đến với chế độ Smart của Server Taiwan anh em nhé. Đừng quên 3 khung giờ ngày của chúng ta, 10 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em quý mình thì hãy like và subscribe kênh Never YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao em. Tôi được cập nhật đăng tải update thường xuyên như này. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho MNG với cả hai kênh Đờm ở phía mình và đờm ở YouTube nhé. Đây là một sẽ là trong những cái gì nhỉ? Động lực lớn lao để cho mình có thể tiếp tục với con đường hành trình với thế giới cao ép vô cùng rộng lớn và bao la. Đấy là mấy thằng mõm nó nói thế thôi, và tôi cũng là một trong những thằng mõm như vậy. Nào, quay trở lại với game và cùng đến với chế độ Smart anh em nhá. Game đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi gặp những người bạn quen thuộc. Đại đế Angle Undercut Hen. Kéo này khi lấy Hen ngon hơn Angle. Đại đế chắc chắn nó lấy rồi. Lấy Hen. Như là Hen có Invi, Hen có hồi sinh. Cũng khó nhỉ. À, sợ mất lông gỗ à. Khó nha, lại lại đế tí nó phong lâm hỏa sơn cho phát thì bạn ơi hãy đến với quê hương chúng tôi. Phong lâm hỏa sơn ai đỡ bây giờ, phong lâm hỏa sơn thì ai đỡ bây giờ. Hèn có slot. Thời gian là so chắc đeo bỏ về. Oh, anh đó là chưa chạm được cái ngưỡng mà đại đế phạt lại kìa. Mẫn một đập. Mọi thứ chỉ là một đập. Ôi hả? Hào con tim em thay lòng. Củ ăn kế thừa anh sợ khoai thật. Mặt mũi con này thì khoai thật tình yêu à. Không bỏ đánh vào đánh đấy. Ui giời, lại để hai thằng sát nhau mình cũng ngáo nhỉ. Đại đế á? Zamba con đại đế á? Zamba con đại đế á? Zamba con đại đế à? Đại đế với chúng tôi á? Liều lĩnh, ai ngờ đại đế lại chết dưới tay của Hen nhở? Ăn được cắt còn chưa thành phản đấy nhở? Ăn được cắt còn chưa mất độ tải. Ba con đại đế, tưởng đại đế thế nào? Đế nó phải vào đúng người đúng nơi đúng chỗ. Ôi nghe phải không? Đại đế vào sai người, sai thời điểm, chỗ oảng. Nó phải đúng người, đúng thời điểm đúng không nhở? Thì nó phải như thế thì mới chống đỡ được. Giờ này anh cắt anh bảo các chú nằm ra cho anh đấm nhá. Ủa đồ khô này, ta đồ nằm ra cho anh đấm thôi. Hôm nay thì nằm ra cho anh đấm chứ còn cái gì nữa. Hôm nay nằm ra cho anh đấm nhá. Nằm ra cho anh đấm. Mãi là mày như gear 2 của Luffy vậy. Như gear 2 của Luffy vậy.
Gear 2 của Luffy chưa anh em? Gear 2 của Luffy chưa? Thật sự với các bạn thì game đấu này là game đấu của Hen, một pha nhất kính đẳng cấp đến từ vị trí của Hen. Và gã ăn được cắt có thể chỉ làm nền trong clip này mà thôi. Một tình huống mà Hen đã làm tất cả mọi thứ với lượng sát thương khổng lồ của mình. Tôi không nghĩ là có thể sắp đào lại đấy trong nhịp vừa rồi thôi anh em. Thật sự là rất bất ngờ trong tình huống vừa rồi. Lý do nào mình có thể sắp đào được đại đế? Ui rồi. Kèo này thì lại chơi được đấy. Đừng đùa. Kèo này thì mình lại lấy đại đế. Mẹ mày. Tôi vừa nói với anh em lại đúng người đúng thời điểm. Kèo này tôi lại lấy đại đế. Để cho anh em thấy là đấy. Nó phải đúng người đúng thời điểm. Không đúng người, sai người, sai thời điểm là hỏng đấy. Đang nghĩ trong đầu là nào đây nhỉ? Mẹ câu trước, bán trước thì vừa mẹ khinh thường đại đế, phải bảo nó là đúng người đúng thời điểm, bán sau gặp luôn đại đế. Mẹ không biết làm nào để làm sao để cho hai câu nói nó đi vào với nhau đó hợp tình hợp lý thì kìa. Hơi phân vân. Tôi đang hơi phân vân với nhịp này, làm sao để cho cái lời văn tiếng nói tôi nó khớp với game đấu trước để cho anh em thấy cái bản lĩnh của tôi. Đó, anh em hiểu không? Nhưng ván này tôi thua thì nó lại quá bình thường. Đó, tôi thắng thì nó mới thể hiện được cái đẳng cấp của tôi. Nó mới thể hiện được những cái lời nói mà tôi nó những cái lời nói của tôi nó uy tín như thế nào, anh em hiểu không? Đó, tôi đang nghĩ trong đầu là như vậy. Còn tay chân tôi hoạt động như thế nào tôi vẫn đang chưa biết đây. Nói trước à, có lẽ là xui này. Bao à. Vẫn chưa lót nhảy hết số đâu anh nhỉ. Đầu tôi vẫn chưa nhảy hết số đâu. Mình sẽ phải tận dụng cái nội tại của Sun để giết mấy con đằng sau trước đây anh em nhé. Lục cái lợi tại của Sun đã xử lý mấy cái bọn lâu nhô đó. Nó nhảy số thì nó phải khốc liệt anh em. Khi đầu nó nhảy số thì nó phải khốc liệt anh em hiểu không? Đầu nó nhảy số nó phải khốc liệt. Một bay đến từ Griarith. Khốc liệt đấy. Nó bảo đâu nhảy số để các cháu đừng đùa với cu. Đầu tôi chuẩn bị nhảy số rồi đấy. Đầu tôi chuẩn bị nhảy số rồi đấy. Để tôi chứng minh cho những lời tôi nói nó phải thành hiện thực. Ôi, cái gì nữa nhỉ? Đại đế khi sắp bong rồi. Lần sau là bắt buộc phải kéo đại đế dự đi nơi khác rồi. Lần sau tôi không dám đẩy đại đế ở đấy nữa rồi. Con tim em thay lòng. Ôi. Hồn chí đi cứ đi. Đầu tôi đang phải nhảy số rất tích cực đấy anh em ạ. Nếu mà nói điều anh em rồi. Đầu tôi đang thuộc dạng nhảy số rất tích cực đấy anh em ạ. Bạn lý có nằm chỗ này này. Biết gì chưa? Biết gì chưa? Bản lĩnh nó nằm ở cái chỗ đấy đây. Anh em biết gì chưa? Bản lĩnh nó ở cái chỗ đấy đấy.
anh em biết gì chưa? Đấy là lời khẳng định đanh thép. Cực kỳ đanh thép luôn. Có lời khẳng định nào đanh thép hơn nữa? Có lời khẳng định nào đanh thép hơn nữa nhỉ? Lời khẳng định nó quá đanh thép đến từ vị trí của em mình gì? Cái cầu đúng người đúng thời điểm, nó phải vào tay đúng đấy cao thủ như em mình gì thì nó mới ra trò được, các em hiểu không? Nó phải vào đúng tay đúng người. Anh em nhìn đâu một sự khác biệt cực kỳ to lớn. Đó người ta gọi là bản lĩnh, là đẳng cấp, cái gì là kinh nghiệm, kiến thức và trải nghiệm. Đó là của Thái Công nhưng không phải của tôi nhá. Tôi chỉ cần kinh nghiệm và bản lĩnh mà thôi. Trận mạc vô địch thế giới 30 năm không phải là cho trẻ con để mang ra để hù dọa đâu. Anh em hiểu không? Đó là sự thật. Đó là sự thật. Ui, quá kinh khủng anh em ạ. Bản lĩnh nó phải như thế. Cũng đến trận đấu tiếp theo là anh em nhìn thấy không? Anh em nhìn thấy những gì chưa? Nhìn thấy những gì tôi đã thể hiện hay chưa? Trận đấu tiếp theo, đối thủ tiếp theo của chúng ta là một cô bé đến từ hợp tác server 85. Quá đẳng cấp. Kèo này lấy gì? Lấy Kyo thì bên kia gặp Io đi dị ra thế nào? Rồi, lấy Io đi dị. Cho đối thủ vào kèo nè. Mình đang nghĩ mình lấy Io đi dị nó sẽ lấy Athena và Kyo, không ngờ nó lại lấy Athena với cả Terry. Chà, kèo này lấy tanh về nó bắt đầu nó xén này. Mày không lấy hai con tanh này, phát sau tao lấy dâu với cả Diamond mày chết. Con DC nhỉ? Con DC bù lại nhỉ? Con DC bù lại. Con DC chắc là không mang một tương đầu đâu. Nó làm gì dám mang DC một tương đầu nhỉ? Mẹ em Gula đấy chứ lệ. Ê mẹ, đó là một tình huống double silent. Khó chịu nhè. Double silent được. Hỏng rồi, double silent thì hỏng rồi. Kéo này mang Google và phế. Ôi trời, cờ lắc. Tôi nhìn gì cái gì vậy? Trời ơi, ba con kỹ kìa. Tôi nhìn đi đâu vậy? Hỏng rồi. Luna lại không chém được vào con kia nhé. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Hết cơ duyên này nhở. Nhưng này coi như là hết. Đến đây mình nói với các bạn là hết rồi. Không hồi sinh như vậy. Cái cơ
đốt con Benny chết thì ôi là còn chết cả đôi thì thôi. Sao còn gì nữa đâu, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thua rồi nha, đến đây thì chịu rồi, đến đây đây thì chịu rồi, đây thì ngã kéo rồi. Quẳng gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ôi rồi sầu quá, sầu bi, sầu biệt ly quá anh em ạ. Ôi quý thôi anh em ạ, đẳng cấp ở hai game trước là quá đủ rồi, game thứ ba chúng ta không cần thể hiện đẳng cấp nữa, quá tam ba bận. Ok đây, clip này xin cho tạm dừng đây thôi nhá, bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo, see you again và thank you.